Công thức chữa đau khớp hiệu quả bằng gừng nóng và mật ong. Bạn thân mến, khớp gối là khớp có vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể, có nhiệm vụ nâng đỡ cơ thể và đảm bảo hoạt động đi lại của con người. Tuy nhiên, đây cũng là khớp dễ bị tổn thương, dễ bị đau và viêm nhất. Viêm khớp gối, nếu không phát hiện và hỗ trợ điều trị kịp thời, sẽ gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng. Ngày hôm nay, Mẹo Dân Gian xin được chia sẻ tới các bạn phương pháp chữa đau khớp hiệu quả bằng gừng nóng và mật ong. Hãy cùng tham khảo ngay nhé! Và để ủng hộ Mẹo Dân Gian, các bạn nhớ đăng ký kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên dưới và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để là người đầu tiên nhận được thông báo. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với video của ngày hôm nay nhé! Để áp dụng bài thuốc này, các bạn cần chuẩn bị 200g gừng tươi, 10ml mật ong, 1 muỗng cà phê muối, 10ml giấm chua, và cuối cùng là một mảnh khăn như thế này. Nguyên liệu đã sẵn sàng, chúng ta cùng nhau thực hiện phương pháp này nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng làm sạch vỏ gừng. Bạn thân mến, theo đông y thì trong củ gừng tươi có tính ấm, vị cay, có công dụng tiêu đàm, ôn trung, hành thủy, giải độc, hỗ trợ kháng viêm, giúp chữa bệnh đau lưng vô cùng tốt. Còn theo y học thì gừng tươi được coi như một dược liệu quý, giàu tinh dầu. Trong củ gừng có chứa các chất béo, chất đạm, chất xơ, đường, một vài nhóm vitamin khác, carbon hydrat, cùng các khoáng chất như canxi, kali, magie, kẽm, phốt pho. Chúng ta đã rửa xong gừng. Bây giờ chúng ta hãy cùng thái lát gừng. Khi nghiên cứu, các nhà khoa học còn tìm thấy trong củ gừng tươi có chứa các chất tinh dầu cũng như chất men rất tốt trong việc giảm đau, giảm viêm vô cùng hiệu quả. Các bạn cũng có thể để cả củ gừng, nhưng khi thái như thế này, chút nữa mình giã, nó sẽ có thể nhuyễn hơn. Bây giờ chúng ta cùng cho vào cối để giã. Như các bạn đã biết, thì gừng vừa là một loại thực phẩm dùng trong chế biến các món ăn, vừa là một loại dược liệu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Sau khi đã giã nát, các bạn cho gừng vào một chiếc bát. Tiếp đến, các bạn cho lần lượt giấm, mật ong, và muối. Sau đó các bạn trộn đều lên. Và đây là hỗn hợp sau khi chúng ta đã trộn đều. Tiếp đến bạn bắc nồi lên bếp. Bật lửa nhỏ và đổ hỗn hợp vào, xào nóng. Cách trị đau lưng và đau khớp bằng gừng chỉ là một trong vô số những tác dụng của loại củ này. Các bạn nhớ đảo đều tay. Và khi hỗn hợp đã nóng, chúng ta tắt bếp. Sau đó, dùng mảnh khăn thấm hỗn hợp gừng nóng và mật ong và thoa chậm lên chỗ bị đau nhiều lần. Ngoài ra, bạn có thể lấy 2-4g gừng mới cắt và thêm vào bữa ăn của bạn. Bạn cũng có thể thêm nó vào sữa, trà hoặc nước nóng để uống ở dạng lỏng. Việc thoa đều gừng nóng và mật ong lên vùng bị đau có tác dụng lưu thông máu, cơ bắp thoải mái và giảm đau hiệu quả. Nếu cơn đau của bạn nghiêm trọng hơn thì bạn cần đi khám và điều trị theo kết luận của bác sĩ.
các bạn nhớ xoa bóp khớp bị đau. Để tăng hiệu quả giảm đau, chúng ta cần kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và duy trì một trọng lượng khỏe mạnh. Chúng ta đã cùng thực hiện xong công thức chữa đau khớp hiệu quả bằng gừng nóng và mật ong. Chúc các bạn thành công và nhiều sức khỏe!